Chào cô chú anh chị, hôm nay Túi Da Nhật Cần Thơ lại tiếp tục lên những sản phẩm mới. Video Túi Da Nhật Cần Thơ lên vào lúc 19 giờ và 12 giờ hàng ngày. Cô chú anh chị đón xem và lựa cho mình những cái sản phẩm ưng ý nhất nhé. Và chuyển khoản trước thì shop sẽ có chính sách hỗ trợ phí ship đối với những sản phẩm mà không giảm giá nha. Những sản phẩm giảm giá thì phí ship 30. Đầu tiên ngày hôm nay đó là một chiếc vali thương hiệu Roy. Da thật toàn bộ ha, phân hiệu dập nổi ở đây, thương hiệu chữ B, thương hiệu Rai. Và kích thước của chiếc vali này, bề ngang là 41, chiều cao là 31 và bề dày là 15. Để mình xách tay như thế này và mình đeo chéo thì được. Dây đeo chéo này mình có thể mình tăng đưa ra được hết ha. Và sẽ có một khóa cá miệng đây, bên trong là lót sạch đẹp dập hiệu thương hiệu và một ngăn ở đây, lót bên trong sạch đẹp ha, một ngăn ở đây đựng bút đựng viết ha, và ở đây đựng cặp visit chữ tài tiệt thân. Sẽ có một khóa cá miệng ở đây nữa, bên trong là lót sạch đẹp ha, và một ngăn bự nhất là ở đây. Đây là ngăn bự nhất. Thì bên trong là một chiếc như một chiếc vali thương hiệu Rai. Một ngăn ở đây. Thương hiệu Rai là một thương hiệu của Hàn Quốc ha. Để mình xách tay và mình đeo chéo rất là ok. Lên dùm shop một mã là 2452 490k. 2452 490. Quá là đẹp á, một chiếc vali mà da toàn bộ như thế này chỉ có 490 thôi. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay. Xách tay da thật 100% ha. Và khoen khóa thì sẽ bị oxy hóa một chút xíu. Hàng vì hàng si đã qua sử dụng thì những cái va vấp này là không thể tránh khỏi ha. Kích thước bề ngang là 27, chiều cao 20 và bề dày là 10. Đây để mình xách tay như thế này. Ở đây sẽ có một cái để mình xách tay, và đây là miếng da, da rất là dày ha, toàn bộ là da thật hết. Thì chiếc xách tay như thế này thì sẽ đỡ cho mình đau tay ha. Đây khoen khóa rất là ok ha, và ở đây khoen khóa vàng ươm sáng bóng và nó sẽ bị oxy hóa một chút xíu. Ở đây sẽ có một ngăn nhỏ phía sau ở đây. Một ngăn đây và mình mở ra như thế này thì sẽ có một ngăn ở đây và một ngăn ở đây, lót sạch đẹp hết. Hai ngăn nhỏ ở đây sạch đẹp. Lên dùm shop một mã 7583 490k. Hôm nay shop sẽ giảm còn 300 ha, 7583 300. Và cái đến đó là một chiếc cặp giá thật 100% và sẽ có thương hiệu dập nổi đây. Kích thước của chiếc cặp laptop này bề ngang là 38, chiều cao 26 và bề dày là 9. Để mình xách tay và mình nêu chéo được, sẽ có một khóa cái miệng ở đây, lót bên trong sạch đẹp, dây đeo chất liệu là vải dù, và sẽ có một cái khóa cái miệng ở đây, một ngăn ở đây
đựng laptop ha, bên trong lót vải sạch đẹp và hai ngăn nhỏ đây, và đây đựng bút đựng viết và thương hiệu dập nổi đây, và có một cái khóa cái miệng đây sạch đẹp. Lên dùm shop một mã. Không 548 á, hôm nay shop sẽ giảm còn 390. 0548 390. Và một chiếc ba lô thương hiệu Sipley. Giá thật 100%. Kích thước của chiếc ba lô này, bề ngang 32, chiều cao 35 và bề dày là 12. Da bò hạt ha, da bò hạt. Ở đây sẽ có một cái khóa kéo miệng đây. Bên trong dập hiệu thương hiệu Sipley. Cái khóa dập hiệu thương hiệu Sipley. Và một ngăn đây. Lót vải sạch đẹp dập hiệu thương hiệu Sipley. Để mình xách tay. Và mình đeo ba lô. Đây là dây để mình đeo ba lô. Và sẽ có một cái khóa kéo miệng đây. Lót bên trong là sạch đẹp hết ha. Và một ngăn bự nhất. Chiếc ba lô mình này mình đeo rất là vintage và đẹp ha. Một ngăn bự nhất ở đây. Thì sẽ có một cái khóa cái miệng ở giữa. Bên trong dập hiệu thương hiệu Sipley. Một ngăn đây. Và đây để mình gài lại. Lót vải sạch đẹp dập hiệu thương hiệu Sipley. Và có một cái khóa cái miệng ở đây nữa ha. Đeo ba lô rất là ok, xách tay. Và chiếc ba lô nó sẽ như thế này ha. Ở đây nó sẽ có một cái nút kích 500 ở đây. Lên dùm shop một mã là 2533 590k. 2533 590. Và một chiếc túi rất là màu sắc ha. Và một chiếc túi rất là màu sắc da thời trang của hãng ha. Kích thước bề ngang là 26, chiều cao là 17 và bề dày là 10. Chiếc túi này mình có thể mình xách tay như thế này và mình đeo vai được ha. Đeo vai thì mình sẽ gút lên. Đó, mình khúc lên như thế. Thì ở đây sẽ có một ngăn ở đây. Và mình mở ra như thế này. Thì bên trong, bên trong sẽ có một cái khóa cái miệng ở đây. Lót bên trong là sạch đẹp hết ha. Giá thật 100%. Để mình xách tay và mình đeo vai. Da thời trang chứ, xin lỗi, là da thời trang của hãng. Lên nhìn shop một cái mã là 3062 409. 3062 409. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay bản đồ có thương hiệu ha. Thương hiệu dập nổi đây. Xách tay và đeo chéo bản đồ. Kích thước của chiếc túi này, bề ngang 23, chiều cao là 20 và bề dày là 10. Để mình xách tay và mình đeo chéo rất là ok. Và thương hiệu dập nổi ở đây. Và một ngăn đây hết 500, lót bên trong là lót vải ha. Và một ngăn ở đây, lót bên trong lót vải sạch đẹp. Và một ngăn ở đây nữa. Thì bên trong dập hiệu thương hiệu ở đây. Gia công thương hiệu này là gia công tại Hàn Quốc ha. Xách tay bản đồ, chất liệu là da canvas của hãng. Lên dùm shop một mã là 3106 609 ha. Hôm nay shop sẽ giảm còn 509. 3106 509. Và kế đến đó là một chiếc cặp một chiếc túi xách tay, giá thật 100%.
Màu này là màu hồng nhạt các. Màu hồng. Kích thước bề ngang. Bề ngang là 37, chiều cao 21 và bề dày là 20. Để mình xách tay như thế này và dây đeo. Dây đeo chéo ở đây. Da thật 100%. Dây đeo là full da hết ha. Sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây. Bên trong lót vải ha, sạch đẹp. Và một ngăn ở đây nữa. Và một ngăn ở đây. Lót là sạch đẹp hết á, hai ngăn nhỏ ở đây. Và một cái khóa kéo miệng ở đây, sạch đẹp. Xách tay và đeo chéo đều được. Lên giùm shop một cái mã là 7594 ha. Nó shop chỉ giảm còn 397594 390k. Một chiếc túi da thật. Và cái đến đó là một túi xách tay thương hiệu COS ha. Thương hiệu COS. Và thương hiệu này rất là nổi tiếng về cái chất liệu là vải dù kết hợp với da. Đặc trưng của cái thương hiệu là chất liệu vải dù dập cái chữ COS. Kích thước bề ngang 33, chiều cao 27 và bề dày là 12. Mà mình xách tay và mình đeo vai dạng kẹp nách đều được ha. Sẽ có một khóa kéo miệng ở đây. Lót bên trong là lót vải. Và một ngăn ở đây. Sạch đẹp ha. Ở đây sẽ là cái kiểu như vậy. Ở đây sẽ hết 500 như thế này. Và một ngăn ở đây. Có một khóa kéo miệng ở đây. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp. Hai ngăn nhỏ ở đây. Và thương hiệu COS ở đây. Thương hiệu COS Mỹ ở đây. Dập ở đây. Và ngoài ra sẽ còn có một cái tác hiệu COS ha. Chất liệu là vải dù kết hợp với da. Lên dịch shop một cái mã là 3086509. Và cái đến đó là một chiếc cặp laptop thương hiệu Samsonite. Samsonite là thương hiệu của Mỹ ha. Da xước rất là nổi tiếng. Kích thước bề ngang. Bề ngang là 44, chiều cao là 30 và bề dày. Bề dày là 12. Để mình xách tay và mình đeo chéo rất là ok. Và sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây. Bên trong lót vải sạch đẹp và một ngăn ở đây. Sạch đẹp ha, một ngăn ở đây sạch đẹp. Ở đây sẽ có một cái để mình hít 500 ở đây. Thương hiệu Samsonite đây. Và một ngăn đây, một ngăn đây. Và một ngăn đây có một cái khóa kéo miệng rất là ok ha. Bên trong dập hiệu toàn bộ thương hiệu Samsonite. Xách tay và đeo chéo rất là ok. Lên dùm shop một mã 2981 ha, 590. 2981 590. Kế đến đó là một chiếc cặp laptop rất là đẹp á, thương hiệu Consist. Da dày dặn và chắc chắn. Kích thước bề ngang. Bề ngang là 36, chiều cao 25 và bề dày là 6. Sẽ có một khóa kéo miệng ở đây. Và bên trong một ngăn đây và một cái khóa kéo miệng ở đây. Và thương hiệu Consist ở đây. Và có một cái khóa kéo miệng đây. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp hết. Để mình xách tay và mình đeo chéo. Dây đeo là chất liệu là vải dù dập hiệu thương hiệu khác. Lên dùm shop một mã là 2668 ha. 590k. Hôm nay shop sẽ giảm còn 390 ha. 2668 390. Và cái đến đó là một chiếc cặp
da thật 100%. Da này là da mộc ha, da mộc, da rất là dày, nguyên một cái tấm da. Kích thước bề ngang là 39, chiều cao 30 và bề dày là 11. Xách tay và đeo chéo. Thương hiệu dập nổi đây, thương hiệu là Good On Day. Và dây đeo, dây đeo là da ha, da toàn bộ. Và đây mình mở ra thì đây sẽ có một cái tấm da, nguyên một cái tấm da ha. Bên trong một ngăn ở đây, ở đây đựng bút đựng viết, và một ngăn ở đây, và một ngăn ở đây, và một ngăn ở đây có thương hiệu Gold and Day, và một khóa cái miệng ở đây, lót là sập đẹp hết ha. Và ngoài ra ở đây sẽ có một cái nút để mình gài lại như thế này ha. Chiếc nút này thì mình gài lại thì giữ cho chiếc túi mình nó đẹp hơn. Xách tay ha, xách tay và đeo chéo rất là ok. Lên dùm shop một mã là da mộc ha, nguyên miếng, nguyên tấm da. Lên dùm shop một cái mã là 2413 790k, hôm nay shop sẽ giảm còn 690. 2413 690. Và cái đến đó là một chiếc ba lô giá thật 100% ha, da nguyên một miếng, da bò. Và chiếc ba lô này mình có để thể đựng tầm 2-4 bộ đồ. Kích thước bề ngang, bề ngang là 26, chiều cao 30 và bề dày là 14. Để mình xách tay và mình đeo ba lô rất là ok ha, da thật. Ở đây sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, bên trong lớp vải sạch đẹp, và một ngăn ở đây là lót là sạch đẹp hết ha, bên trong là lót vải sạch đẹp. Hai ngăn nhỏ đây sạch đẹp. Lên dùm shop một mã là 2525 609, hôm nay shop giảm còn 509. 2525 509. Và một chiếc túi tay dập vân 6, giá thật 100%. Kích thước bề ngang, bề ngang là 37 ha, chiều cao 26 và bề dày là 16. Xách tay và đeo chéo. Ở đây sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, bên trong là lót vải ha, sạch đẹp. Hai ngăn nhỏ đây, bên trong dập hiệu thương hiệu, và thương hiệu dập hiệu nổi đây, và có một cái khóa kéo miệng đây là sạch đẹp hết, da thật toàn bộ. Lên dùm shop một mã là 3112 690k, hôm nay shop sẽ giảm còn 509. 3112 509. Và một chiếc túi xách tay có thương hiệu ha, Gold Lion, giá thật 100%. Chiếc túi này thì mình xách tay thôi, mình không đeo chéo ha, không có dây đeo chéo. Kích thước bề ngang là 37, chiều cao 26 và bề dày là 9. Thương hiệu Gold Lion, dịch nổi đây, và một khóa kéo miệng ở đây, bên trong lớp vải sạch đẹp. Ở đây là đựng cạc visit sister titan, và một ngăn ở đây, và một ngăn ở đây. Bên trong sẽ có lót vải nha. Ở đây đừng bút đừng viết, và một cái phát cái miệng ở đây, và một ngăn ở đây,
và thương hiệu của anh Lê Anh ở đây dập nổi trên miếng kim loại, và ở đây mình có thể mình đựng được chìa khóa và một ngăn đây, lót đẹp hết, da thật toàn bộ ha. Lên dùm shop một cái mã là 0485, hôm nay shop giảm còn 390 ha, 0485 390. Và kế đến đó là một chiếc ba lô da thật ha, da bò hạt, kích thước bề ngang, bề ngang là 30, chiều cao 28 và bề dày là 15, để mình xách tay và mình đeo ba lô đều được. Này dây đeo đeo ba lô ha, và sẽ có một ngăn ở đây, lót bên trong sạch đẹp, và một cái khóa kéo miệng ở đây, và thương hiệu dập nổi ở đây, và một ngăn ở đây, sẽ có chia gầm hai ngăn riêng biệt ha, một ngăn ở đây. Lên dùm shop một mã 2774 ha, 490k, 2774 490. Và một chiếc túi xách tay da thật 100%, kích thước bề ngang 30, chiều cao 21 và bề dày là 9, để mình xách tay như thế này. Và ở đây sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, bên trong lót da ha, và một ngăn ở đây, khoen khóa còn vàng ươm sáng bóng, thì khoen khóa thì sẽ bị oxy hóa một chút đỉnh ha. Một ngăn ở đây và một cái khóa kéo miệng ở đây. Lên dùm shop một mã là 9989 ha, 590 hôm nay shop giảm còn 390, 9989 390. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay, nên mình có thể đựng tầm 2-3 bộ đồ ha. Kích thước bề ngang, bề ngang là 33, chiều cao 25 và bề dày là 18, để mình xách tay như thế này. Thì ở đây sẽ có một ngăn ở đây và một cái nắp để mình mở ra, một ngăn ở đây, bên trong là lót vải, hai ngăn nhỏ ở đây, và một cái khóa kéo miệng ở đây. Lên dùm shop một mã là 7340, hôm nay shop sẽ giảm còn 390 ha. Và bên trong sẽ có thương hiệu là Kevin Kenshin, dập nổi đây, 7340 390. Và kế đến đó là một cái túi da chứa màu xám, đựng vừa tất cả các dòng điện thoại ha, da thật 100%. Và đây là miếng test da ha, đây là miếng test da, kích thước của chiếc túi này, bề ngang 22, chiều cao 16 và bề dày là 7 ha. Ở đây sẽ có một ngăn ở đây và đựng vừa tất cả các dòng điện thoại, và ở đây sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, bên trong là lót vải ha, một ngăn đây có một cái khóa kéo miệng, lót vải sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop một mã là 2745, 390k, nay shop giảm còn 300 ha, 2745 300.
qua một chiếc cặp rất là đẹp, còn khóa chìa đầy đủ ha, và có thương hiệu. Kích thước bề ngang là 42, chiều cao 30 và bề dày là 12. Để mình xách tay, và sẽ có một ngăn ở đây, và thương hiệu Aswear Custom của London, và một ngăn ở đây, bên trong một ngăn ở đây và một ngăn ở đây và một ngăn đây, và đây sẽ là cái chìa khóa ở ngoài ha, và đây là miếng test da, da thật 100%. Cặp này mình xách đi làm rất là sang luôn ha. Này, lên giùm shop một mã là 2390 890. Hôm nay shop sẽ giảm còn 590. 2390 590. Thương hiệu của London, giá thật 100%. Và một chiếc túi xách tay màu xanh, form hộp dập vân Kida, phen phá còn vàng ươm, sáng bóng, kích thước bề ngang 29, chiều cao 19, và cái bề dày là 9 ha, xách tay và đeo chéo. Ở đây một ngăn ở đây, và ở đây mình mở ra thì bên trong một ngăn đây và một ngăn đây, và một ngăn đây có một cái khóa kéo miệng ở đây. Lên giùm shop một mã là 9978 ha, 490k. 9978 490. Và một chiếc túi xách tay da dày dặn và chắc chắn, khoen khóa vàng ươm, sáng bóng, kích thước bề ngang 31, chiều cao 23 và bề dày là 10. Để mình xách tay như thế này thì ở đây sẽ có hai cái nút để mình mở ra, thì bên trong một ngăn đây và một ngăn đây và một ngăn đây, form là form hộp ha. Ở đây cái màu nó sẽ đậm hơn là do mình gài lại ha, gài lại thì nó ít tác động của ánh sáng ha, thì cái màu ở đó nó sẽ đậm hơn. Ra nhìn shop một cái mã là 9937 ha, 690. Hôm nay shop sẽ giảm còn 490. 9937 490. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay và như vai dạng cặp nắp, form rất là lạ luôn ha. Kích thước bề ngang, bề ngang là 29, chiều cao 14 và bề dày là 9. Để mình xách tay và mình đeo vai. Ở đây mình mở ra thì bên trong sẽ có lót vải ha, và một khóa kéo miệng ở đây là sạch đẹp hết. Lên giùm shop một cái mã là 2727 ha, 390k. Cái đến đó là một chiếc túi xách tay và đeo chéo, da thật 100%, kích thước bề ngang 32, chiều cao 24 và cái bề dày là 13. Để mình xách tay như thế này và mình đeo chéo đều được. Ở đây là những cái lớp da ha, nó mai rất là cá tính, và ở dưới là phối một lớp vải ha, những đường mai da lại với nhau, sẽ có một cái khóa kéo miệng đây và một ngăn ở đây, sạch đẹp hết á. Ra nhìn shop một cái mã là 2673 590. Hôm nay shop sẽ giảm còn 490. 2673 490. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem buổi live ngày hôm nay ha. Số điện thoại của shop 0973 952 507. Chào tạm biệt cô chú anh chị.